Ngày 1 tháng 2, đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết tỉnh ủy Trà Vinh. Ông Lâm Minh Đặng, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh tiếp đoàn. Tại đây, đồng chí Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh luôn có nhiều người con Trà Vinh công tác và sinh sống. Những người con quê hương Trà Vinh đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển chung của thành phố. Trà Vinh còn là địa phương có căn cứ của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến, Đồng chí mong rằng với truyền thống đoàn kết gắn bó lâu dài, hai địa phương sẽ có sự kết nối và thành phố Hồ Chí Minh sẽ quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa cho tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Thành Kiên mong muốn tỉnh Trà Vinh sẽ sát cánh cùng thành phố Hồ Chí Minh tham gia thực hiện nhiều công trình tiến tới chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thay mặt tỉnh ủy Trà Vinh, ông Lâm Minh Đăng Phó Bí thư tỉnh ủy gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Đà Vinh trong những năm qua và mong muốn nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố soạn giả Diễn Châu, Trà Vinh sẽ nhận được sự quan tâm hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh trong trận động an sinh xã hội xây dựng khu tưởng niệm cố soạn giả. Phó Bí thư tỉnh ủy chúc đồng chí Phạm Thành Kiên và cán bộ trong đoàn hưởng một mùa xuân hạnh phúc và thành công. Qua buổi gặp mặt, Phó Bí thư tỉnh ủy gửi lời chúc thành ủy thành phố Hồ Chí Minh năm mới nhiều sức khỏe và thành công luôn thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa tỉnh trà vinh và thành phố hồ chí minh